Xin chào tất cả các bạn. Với những cái tựa game AAA, bom tấn sắp được ra mắt cùng những cái khoản đầu tư khổng lồ được thực hiện trong những năm vừa qua, GameFi vẫn là một trong những xu hướng được nhiều nhà đầu tư mong chờ sẽ tạo nên sự bùng nổ trong chu kỳ tăng trưởng sắp tới. Một số những cái tựa game nổi tiếng trong khoảng thời gian trở lại đây vừa mang lại những cái trải nghiệm thân thuộc cho người dùng tương tự như những cái tựa game truyền thống, vừa giúp người chơi có cơ hội nhận được những cái phần thưởng hấp dẫn đến từ dự án như là Aerox. Và hôm nay thì tựa game mà mình muốn giới thiệu đến với các bạn đó chính là Pixelverse. Với cái đồ họa pixel tuyệt đẹp và phong cách cyberpunk độc đáo thì Pixelverse mang lại những cái trải nghiệm hấp dẫn và cuốn hút không giống như bất kỳ một cái trò chơi nào khác. Ngoài ra thì tựa game này cũng sẽ giúp người chơi nhận được nhiều những cái phần thưởng hấp dẫn đến từ phía của dự án. Ok, vậy thì để hiểu rõ hơn về dự án Pixelverse cũng như là cái chương trình Play to Aerox mà dự án đang phát triển thì hãy cùng mình đi sâu vào video ngày hôm nay nhé. Mình là Tiến, đến từ Coin68 TV. Pixelverse là một tựa game được xây dựng và phát triển trên Pixel Chain, một gaming blockchain được tạo ra để phát triển những cái tựa game on-chain giống như là IMS hay là Sai. Pixelverse sẽ lấy bối cảnh là một vũ trụ pixel cyberpunk. Ở đây thì người chơi sẽ tham gia vào những cái trận đấu PvE để thu thập những cái món đồ quý giá và phát triển những kỹ năng của mình. Đồng thời sẽ khám phá cái hệ thống nhiệm vụ và câu chuyện trong game. Game sẽ mang đến cho người chơi sự kết hợp độc đáo giữa chiến đấu, thu thập và khám phá. Bước vào thế giới game thì người chơi có thể tham gia những cái hoạt động sau để kiếm thêm phần thưởng. Đầu tiên là phát triển nhân vật và trang trí nhà cửa. Người chơi sẽ thu thập những cái tài nguyên để tạo ra robot thông qua cái việc là chiến đấu này, hoàn thành nhiệm vụ hoặc là mua tài nguyên từ những người chơi khác. Những cái tài nguyên này sẽ được sử dụng để chế tạo hoặc là nâng cấp robot. Thứ hai là người chơi có thể tạo ra một NFT của robot đồng hành cùng với mình trong cái quá trình lắp ráp để có thể giao dịch hoặc là mua bán trên thị trường. Cuối cùng thì người chơi có thể lai tạo và nâng cấp những cái robot để cải thiện cái vẻ ngoài hoặc là cái thông số của nó. PixFi sẽ là token được sử dụng cho cả Pixel Chain và tựa game Pixelverse. Pixel Chain là blockchain layer 1, được xây dựng dựa trên bộ công cụ Cosmos SDK, tương thích với lại EVM. Blockchain này được thiết kế đặc biệt để tích hợp với tựa game Pixelverse, đồng thời cho phép các giao dịch được thực hiện một cách nhanh chóng với chi phí rẻ. PixFi sẽ vừa được sử dụng để làm token để trả phí gas trên mạng lưới Pixel Chain, vừa được sử dụng cho các tính năng trong tựa game Pixelverse như là thanh toán vật phẩm này, tham gia battle này, chế tạo và nâng cấp. Ở thời điểm hiện tại thì tựa game Pixelverse đang thông báo cái chiến dịch Play to Aerox để giới thiệu một số những cái cơ chế phần thưởng mới đến người chơi cho việc là hoàn thành những cái nhiệm vụ trong game. Cụ thể hơn thì người chơi Pixelverse sẽ thu thập những cái điểm thưởng, những cái point ấy, thông qua những cái hoạt động như là mời bạn bè này, tham gia thi đấu này, bảo trì robot này, giao dịch trên marketplace và hoặc là dự đoán những cái kết quả của những cái trận đấu khác. Những cái điểm thưởng này sẽ đóng vai trò quan trọng để quyết định cái điều kiện nhận Aerox của người dùng trong tương lai. Pixelverse đã thông báo rằng là họ sẽ dành ra đến 10 triệu token PixFi cho các thành viên của cộng đồng dựa trên cái đóng góp của họ vào trò chơi trong khoảng thời gian vừa qua và trong khoảng thời gian tới. Chiến dịch Play to Aerox này sẽ nhắm vào những cái người chơi game thực sự quan tâm đến dự án Pixelverse và những gì mà dự án sẽ mang đến trong tương lai. Bên cạnh đó thì sắp tới, dự án Pixelverse sẽ tổ chức mở bán IDO trên những cái nền tảng như là Razer. Điều này sẽ mang đến cơ hội cho những cái nhà đầu tư có thể có cơ hội nhận được những cái khoản allocation phân bổ sớm thông qua cái việc là tìm hiểu và quảng bá dành cho dự án. Ok, để có thể tham gia vào chương trình Play to Aerox đến từ dự án Pixelverse thì đầu tiên các em sẽ vào cái Twitter chính thức đến từ dự án. Ở ngay cái bài post được pin thì sẽ có một cái đường link dẫn anh em tới cái trang dashboard của dự án. Ok, sau khi đã vào tới trang dashboard thì các em có thể đăng nhập hoặc là đăng ký bằng cái Gmail hoặc là Discord. Sau khi đã truy cập được vào trang dashboard của dự án thì anh em có thể thực hiện là kết nối ví cũng như là tạo cho mình, edit cho mình cái avatar mà mình bản thân cảm thấy phù hợp để có thể trải nghiệm dự án. Đồng thời thì anh em có thể tham gia vào những cái hoạt động như là referral mời bạn bè này, cũng như là nuôi pet để tăng cái điểm XP nhận được, qua đó là tăng cái cơ hội nhận được những cái phần thưởng Aerox đến từ phía dự án Pixelverse. Ngoài ra thì anh em có thể trải nghiệm cái demo chơi game đến từ phía dự án. Ở đây thì mình sẽ tạo một cái nhân vật để có thể trải nghiệm cái bản demo này. Các em có thể làm nhiệm vụ ở những cái NPC này để có thể là có cơ hội nhận được cái phần thưởng PixFi, token PixFi đến từ phía dự án trong cái chương trình Play to Aerox lần này.
Bên cạnh đó thì người dùng còn có thể trải nghiệm thêm mini game Pixelverse post trên Telegram để kiếm thêm phần thưởng hàng ngày. Mình sẽ hướng dẫn các bạn từng bước để sử dụng con bot Telegram này. Đầu tiên thì các bạn vào phần Pixelverse SDZ bot, sau đó nhấn launch bot. Cụ thể hơn thì các bạn có thể vào điểm danh hàng ngày này, nhận energy, làm những cái task social để kiếm thêm extra point xuyên suốt cái sự kiện Play to Europe của tựa game Pixelverse. Song song với sự kiện Play to Europe thì Pixelverse Affiliate Program là một chương trình cho phép người dùng có thể kiếm thêm phần thưởng nhờ vào việc chia sẻ Pixelverse với bạn bè, người thân và cộng đồng. Nếu hiện tại bạn đang là một content creator, một influencer hoặc là đang tích cực hoạt động trong những cộng đồng crypto, đặc biệt là liên quan đến GameFi, thì Pixelverse Affiliate Program sẽ là một chương trình hấp dẫn để bạn có thể có cơ hội nhận được nhiều phần quà hấp dẫn đến từ cả trong và ngoài tựa game Pixelverse. Đặc biệt hơn nữa thì Top Affiliates sẽ nhận được những cái cơ hội có thể được hợp tác để thực hiện những cái chiến dịch marketing đối với đội ngũ team Pixelverse, cũng như là nhận được cái sự hỗ trợ hết mình đến từ phía dự án. Đội ngũ phát triển chính của dự án Pixelverse sẽ bao gồm những thành viên sau. Thứ nhất là Kira Vaughan, là CEO của dự án. Ông là cựu COO ở Zerion Wallet và ứng dụng Multi-Earn Step N. Thứ hai là Kieran Koncharik, là CTO của dự án. Ông cũng đã từng là CEO ở dự án Not Beaver Game Tech. Thứ ba là Mohamed Sissi, là CMO của dự án. Ông cũng đã từng là CSO của dự án Cross the Age. Và cuối cùng là Faze, Community Manager. Ông đã từng làm việc tại Binance Chain cũng như là dự án Venus Protocol. Pixelverse đã kêu gọi thành công hơn 700.000 đô từ 15 nhà đầu tư thiên thần cùng với 5 venture capital nổi tiếng trong thị trường crypto ở lĩnh vực GameFi, dường như là YZZ, GuildFi, Sandbox hoặc là Animoca Brands. Ok, trên đây là những cái thông tin cơ bản cũng như là những cái trải nghiệm về dự án Pixelverse. Video lần này đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các anh em đã xem đến cuối video. Nếu anh em cảm thấy video lần này hay và bổ ích thì cho mình xin một like, một subscribe. Và đừng quên nhấn chuông thông báo để luôn nhận được những cái thông tin mới nhất đến từ đội ngũ Coin68 TV nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.